Chị có thể kể cho em biết là cái nguyên nhân như thế nào mà tại sao lại ở chôn trong lu? Thường thường thì người ta phải có chiếc quan tài chứ. Ngày xưa tôi là gia đình khá lắm, tôi không ai bị mắc căn bệnh nào cả. Sau khi tôi mất đi thì người nhà lại mời cái một cái vị thầy lại, nói là tôi tuổi của tôi với gia đình tôi là nếu mà chôn mà có quan tài là gia đình tôi là sẽ gặp chuyện. Nên là ông thầy đó kêu người nhà của tôi là để cái xác của tôi vô trong cái lu, rồi ông thầy đó lại ổng viết một lá bùa lên cái lu đó. Nhưng mà cũng may là tôi mới gặp cái chủ nhà này để đào cái lu này lên cách đây thì 80 năm. Thì so ra là tôi với chú, tôi với cậu á, là tôi lớn hơn cậu rất là nhiều, nhưng mà khổ lắm cậu ơi, 80 năm nay không ai cúng kiến, không ai cúng cái gì ăn hết trơn. Thì chị đang bị coi như là hiện bây giờ chị đang bị giam cầm trong cái lu đó đúng không? Thì nói chung á, thì em nghe qua cái câu chuyện của chị thì em cũng rất là xót đó. Bây giờ thôi, tại vì á, em thì cũng là nói chung em cũng người phàm thôi, nhưng mà em có thể giúp đỡ cho chị được. Thí dụ chị cần những gì thiếu thốn như vậy em có thể giúp. Thì khi nãy nè em có cúng đem đến một dĩa trái cây nè, chị có dùng không? Thôi được rồi, chị cũng đừng có nên khóc và buồn nữa ha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rồng Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mình đây, thì hôm nay mình quay lại cái ngôi nhà này. Thì hôm nay mình rất là ngạc nhiên vì anh chủ có đem một cái bộ băng ghế đá đến đây và ngoài sau này cả nhà. Đó, thì cái khoảng cách từ cái lu này lại cái ghế, cái bộ băng ghế đó, thì mình hôm nay mình có chuẩn bị một dĩa trái cây rất là lớn. Thì hiện bây giờ thì chắc có lẽ không biết là quý cô chú anh chị mình có thấy hay không đó. Thì hôm nay cả nhà thì mình cũng sẽ giao tiếp với lại chị. Nói chung thì hôm nay mình bỏ cái sâu chuỗi ra rồi, mình không có mang trong tay, tại vì quý cô chú anh chị biết không, mỗi lần khi mà mình mang cái sâu chuỗi á, thì cái vong linh không có dám đến gần mình. Mỗi lần mà khi cái sâu chuỗi nó thấy thấy được vong linh đó, nó tự phát sáng và nó sẽ có một cái hào quang đưa ra, thì cái sức mạnh, cái luồng sức mạnh đó thì vong linh họ không có chịu nổi. Cho nên là hôm nay mình bỏ ra để mình giao tiếp với lại cái vong của cái chị này nha cả nhà. Thế mình đứng đây mình nhóng nhóng vô không thấy. Thì chị này thì chị lẹ nè cả nhà, thì đã mắc lúc mà mình hỏi thì chị mắc được chôn cất ở trong bên trong cái lu này đã 80 năm rồi. Thì khi mắc là mình chưa có hỏi cái mắc là chị bao nhiêu tuổi hết. Thì hôm nay mình nếu mà mình gặp được thì mình sẽ giao tiếp và mình hỏi rõ thử coi nguyên nhân như thế nào đó. Mình rất là tò mò, mình muốn biết cái thân thế của chị như thế nào, mắc như thế nào, tại sao lại bị
đưa vào trong cái lu mà chôn. Thì chị Lẹ ơi, chị Lẹ, nếu mà chị có nghe được lời của em nói á, thì chị một xíu á, thì chị hãy đến đó và chị hưởng những đồ em mang đến cúng cho chị nha. Thì hôm nay em muốn giao tiếp với chị để có thể em biết rõ thân thế gì, lai lịch như thế nào, để em có cái phương án mà em giúp đỡ cho chị nha. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì bây giờ thì Nguyên Rồng xin phép tạm rời khỏi camera một xíu để cho vong của chị Lẹ có thể đến hưởng những cái đồ cúng này nha. Mình làm lại cái mic đi. Thank you.
Đường chân đứt. Ê da. Thì ok, quý cô chú anh chị ơi. Thì từ sớm giờ thì Nguyên Gòm đi ra bên ngoài. Thì không biết là quý cô chú anh chị mình bên trong này xem có thấy cái vong của chị Lệ xuất hiện hay không. Thì thôi bây giờ Nguyên Gòm xin phép chờ một xíu coi chị có xuất hiện hay không. Thì nếu mà chị xuất hiện thì Nguyên Gòm sẽ trực tiếp và hỏi chị nha cả nhà. Nghe tiếng gì? Nghe tiếng là như có ai đó nói chuyện văng vẳng hết ta. À mình thấy cả nhà. Mình thấy chị đang ngồi bên đứng bên đó kìa. Em chào chị Lẹ nha. Em nghe cho ta. Em chào chị nha chị. Em chào cậu. Thì chị Lẹ thì em có một số thắc mắc, em cũng rất là muốn biết và muốn hỏi chị xem. Thì ở lần trước á, thì chị có nói với em là chị bị mắc và chôn ở trong chiếc lu đó đã được 80 năm rồi. Vậy cho em hỏi là khi mà chị mắc á, là chị bao nhiêu tuổi? Chị mắc năm 18 tuổi. 18 tuổi hả? Đúng vậy. Chị có thể kể cho em biết là cái nguyên nhân như thế nào mà tại sao lại chôn trong lu? Thường thường thì người ta phải có chiếc quan tài chứ. Ngày xưa tôi là gia đình đi khá lắm. Tôi không may bị mắc căn bệnh ra khỏi. Và khi tôi mất đi thì người nhà lại mời cái một cái vị thầy lại, nói là tôi tuổi có tôi với gia đình tôi là nếu mà chôn mà có quan tài là gia đình tôi là sẽ gặp chuyện. Nên là ông thầy đó kêu người nhà của tôi là để cái xác của tôi vô trong cái lu. Rồi ông thầy đó lại ổng viết một lá bùa lên cái lu đó. Nhưng mà cũng may là tôi mới gặp cái chủ nhà này để đào cái lu này lên. Cách đây thì 80 năm thì so ra là tôi với chú, tôi với cậu á là tôi lớn hơn cậu rất là nhiều. Nhưng mà khổ lắm cậu ơi. 80 năm nay không ai cúng kiến, không ai cúng cái gì ăn hết trơn. Thì chị đang bị coi như là hiện bây giờ chị đang bị giam cầm trong cái lu đó. Đúng không? Đúng rồi cậu. Thì nói chung á, thì em nghe qua cái câu chuyện của chị thì em cũng rất là xót. Đó, bây giờ thôi. Tại vì á, em thì cũng là nói chung em cũng người phàm thôi. Nhưng mà em có thể giúp đỡ cho chị được. Thí dụ chị cần những gì thiếu thốn như vậy em có thể giúp. Cậu ơi, cậu 80 năm nay ông ơi cũng thiếu vàng hết trơn. Giờ đói lạnh lắm cậu ơi. Thì khi nãy nè em có cúng đem đến một dĩa trái cây nè, chị có dùng không? Thôi được rồi, chị cũng đừng có nên khóc và buồn nữa ha. Thì
Em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cho chị sớm nhất. Thì chị cho em hỏi thêm là hiện bây giờ là quê quán của chị là ở đâu? Ủa xa, phải xa mà tại sao lại 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 được chôn cất ở đây nè? Chôn cất ở đây là người người chủ nhà này người ta đào lên được. Cái chủ nhà thì nè, đi làm rồi mới đào, cái lu là đem về. Dạ vậy ha. Cái hồn cái dáng con trong cái lu đó nó Rồi rồi em biết rồi. Thôi thì như thế này đi. Thì chị cũng cố gắng, coi như là mình thời gian mình chờ đợi thì cũng đã đến rồi đó, nên cơ duyên thì em gặp chị đến ngày hôm nay thì em cũng gặp chị rồi, và em cũng biết thêm về một số nói chung là biết thêm về cái quá khứ của chị đó, nói chung một số chuyện quá khứ. Thì ngày đây. xưa chắc có lẽ quan hồn của chị ngày xưa do thầy trấn yểm rồi. Trời dài xưa, tôi chết mà lúc 18 tuổi, người ta nói giới đồng trinh thì rất là linh, rồi ấy, người ta sợ, gia đình tôi sợ mà nhờ ông thầy này Thôi được rồi, chị cũng đừng có khóc thê lương như vậy. Tại vì hiện bây giờ nếu mà chị xuất hiện mà chị khóc lóc như vậy, chủ nhà này người ta sẽ rất là sợ đó. Chị hiểu không? Chị hiểu ý của em không? Thôi bây giờ như vậy đi, nín đi, đừng khóc nữa ha. Cố gắng một thời gian nữa thì chị sẽ được như mong ước, coi như là được, nói chung là giải thoát, nó không có còn phải bắt vướng như vậy nữa nha. Thôi bây giờ thôi em chào chị nha. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì mình cũng đã tìm hiểu thêm một số việc chuyện về chị. Thì quý cô chú anh chị mình cũng đã biết đây là một cái, cũng là một do một người thầy nào đó. Thì ngày xưa chắc có lẽ là gia đình của chị Lẹ mê tín, coi như mê tín là tin tưởng gì những thầy pháp coi tướng coi số gì đó, cho nên cũng đã trấn yểm chị vào trong bên trong cái lu. Và đến ngày hôm nay thì cũng rất là có duyên với nguyên rồng, cho nên là mình được người anh này gọi đến đây và có cơ hội để tiếp xúc với ông. Thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Rồng cũng xin khép video lại quý cô chú anh chị ơi. Thì cuối video lúc nào Nguyên Rồng cũng xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và trạng thái tốt nha. Bye bye nha.